dầu mỡ dính két, ố vàng, thì xét lâu năm bạn đã thử mọi cách mà vẫn không cọ rửa sạch. Đã có bột tẩy rửa đa năng Chano, chỉ với 5 phút là vật dụng sạch, bong sáng bóng, tẩy rửa vượt trội trên hầu hết các bề mặt, không hư hại bề mặt nhờ công nghệ nano bóc tách vết bẩn cực kỳ dễ dàng. Tẩy sạch vết dầu cô đặc, két lại lâu năm trên bếp gas, bếp từ, xong nồi. Các vết ố vàng lâu ngày trong nhà tắm, WC, lồng giặt máy giặt hay thậm chí là tẩy quần áo. Bột tẩy rửa này xứng đáng được gọi là siêu phẩm của mọi thời đại, pha bột với nước nóng theo tỷ lệ 1:15, dài cả năm không hết, tương đương 20 chai xịt rửa thông thường. Ngâm từ 5 đến 15 phút tùy theo độ bám bẩn, còn cho vào chai để xịt những nơi khó lau chùi. Bên em đảm bảo hàng chính hãng, tiền nào của nấy khác hẳn với những sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường, dù vết bẩn cứng đầu lâu năm như thế nào cũng không làm khó được bột tẩy rửa Chano.